Khu nhà ở này có 600 phòng, đủ để cho khoảng 7.200 người sinh sống. Mặc dù chỉ có 5 tầng, nhưng tòa nhà vẫn được trang bị hệ thống thang máy. Khi nhìn những hình ảnh này, nhiều người nghĩ rằng đây là khu chung cư tại các thành phố lớn như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đây lại chính là khu nhà ở dành cho công nhân tại khu công nghiệp Long Hậu. Tình hình lao động ngày càng khan hiếm. Đối với các doanh nghiệp cách xa thành phố lớn, việc tuyển lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Do đó, khi đầu tư, các doanh nghiệp thường xem xét kỹ lưỡng các hạ tầng dịch vụ hỗ trợ cho đời sống của công nhân. Nắm bắt được tâm lý của các nhà đầu tư, ngay từ ban đầu, công ty Long Hậu đã bỏ ra một khoản tiền lớn để phát triển hoàn chỉnh dịch vụ ngay trong khu công nghiệp của mình. Hệ thống siêu thị, nhà trẻ, sân chơi cho trẻ em đều được xây dựng khang trang. Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư cũng được doanh nghiệp này quan tâm đúng mức. Trong số những nhà đầu tư mà hiện tại cho là khó tính nhất thì có nhà đầu tư Nhật Bản. Nói chung là khách hàng nước ngoài thì cũng chưa biết là pháp lý của Việt Nam như thế nào, thủ tục Việt Nam nó ra làm sao, thì Long Hậu sẽ làm hỗ trợ làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư miễn phí cho nhà đầu tư Nhật Bản. Rồi tiếp theo là xin mã số thuế, con dấu, và khi khách hàng đã đi vào hoạt động rồi thì chúng tôi sẽ tuyển dụng lao động miễn phí cho khách hàng. Và chúng tôi có dịch vụ là tư vấn miễn phí cho khách hàng là cái cách sử dụng lao động của người Việt Nam như thế nào để cho nó phù hợp với cái điều kiện phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản tại Long Hậu. Phòng khám đa khoa này cũng chính là phòng khám do công ty Long Hậu đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của công nhân trong khu công nghiệp. Dù chỉ là phòng khám của công ty quản lý hạ tầng, nhưng trang thiết bị ở đây cũng được đầu tư khá hiện đại. Chính những yếu tố này đã giúp công nhân yên tâm làm việc, cũng đồng nghĩa với việc giúp doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Hậu ổn định sản xuất. Như vậy, các dịch vụ mà công ty Long Hậu hỗ trợ công nhân cũng chính là hình thức hỗ trợ gián tiếp cho các nhà đầu tư. Ngoài hoạt động sản xuất, thì chúng tôi rất quan tâm đến đời sống của công nhân viên. Vì vậy, khi quyết định đầu tư ở nơi nào, thì chúng tôi sẽ thường xem xét đến dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi thấy ở khu công nghiệp Long Hậu có các dịch vụ hỗ trợ kèm theo như có khu lưu trú cho cán bộ công nhân viên, có bệnh viện. Với những điều kiện đó, thì chúng tôi cho rằng ít có khu công nghiệp nào làm được như Long Hậu. Và đó là lý do chúng tôi quyết định đầu tư vào đây. Để đầu tư bài bản như thế này, chủ đầu tư đã phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ. Riêng khu nhà ở cho công nhân đã tiêu tốn của doanh nghiệp hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí đầu tư cho hệ thống phòng khám, nhà trẻ cũng lên đến hàng tỷ đồng. Đây cũng chính là điểm khác biệt trong chiến lược phát triển của khu công nghiệp Long Hậu so với các khu công nghiệp khác. Cũng chính việc đầu tư bài bản và sự khác biệt đó đã đưa khu công nghiệp này trở thành tâm điểm thu hút đầu tư của Long An nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Năm 2011 thì chúng tôi thu hút được là 36 dự án đầu tư nước ngoài, có nghĩa là những cái dự án này đã được cấp cái giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó thì có 25 dự án là của Nhật Bản, nhưng mà riêng cái khu công nghiệp Long Hậu là đã chiếm là 21 cái dự án của Nhật Bản vào đầu tư tại khu công nghiệp Long Hậu. Và trong cái 5 tháng đầu năm 2012 thì tiếp tục nó cũng có những cái khó khăn đó, nhưng mà điều từ đầu năm tới giờ là chúng tôi cũng đã thu hút được là 17 cái nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó thì có 8 cái doanh nghiệp là đầu tư Nhật Bản, nhưng mà riêng cái khu công nghiệp Long Hậu là đã được 6 doanh nghiệp. Long An hiện có 30 khu công nghiệp, nhưng qua con số trên có thể thấy, khu công nghiệp Long Hậu đã chiếm một phần lớn các dự án đầu tư của nước ngoài vào Long An. Kết quả thu hút đầu tư là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của việc đầu tư phát triển dịch vụ hỗ trợ trong các khu công nghiệp. 7 yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư khó tính như Nhật Bản xem xét trước khi đầu tư, đó là nhà ở công nhân, công trình văn hóa xã hội đi kèm, giao thông, môi trường. Chính vì vậy, giải pháp tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư này là đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của họ. Đây không chỉ là yêu cầu riêng của các nhà đầu tư Nhật Bản, mà còn là xu hướng chung của thế giới. Các khu công nghiệp của Việt Nam cũng cần quen dần với mô hình công nghiệp hiện đại để hòa nhập tốt hơn vào xu hướng phát triển chung đó.